chào nhà nha. Hôm nay mình đang giao tiếp bộ máy về ấp Dục Thành của nhị trường Trà Vinh nha. Đó, cũng đuôi Mitsubishi 651 toàn bộ luôn nha. Anh em ủng hộ đó, này cao đó. Ủng hộ không? Đó, bánh. Không, kiểu ủng hộ luôn, anh em nào ủng hộ ủng hộ. Đây. Xe kéo bên đây. Xe kéo lắp gạch chế ra nè. Xe kéo lắp. Xe kéo lắp. Rồi để quay cái đầu máy nha. Đây cái đầu máy của Wikino 145.2 nha. Đó. Mới mới nha. Nó lên dần này để hôm gấp lên là bắt đầu quay cho mình xem tiếp. Đó giờ lên máy xong cái nè. Bây giờ mình dặn ga cái ga cho lỏng ra rồi cái mình làm dây ga nha. Dây ga cái mình canh dây lại là bắt đầu mình test máy nha. Rồi cái bô này thì nó hơi về dướng, mình gỡ ra là mình gắn cái ống bồ chế đồ vô nha. Đó xài mô liêu một tắc nha. Đó đầu vi Kino 145-2. Quay nữa, lên nữa. Đó xong nha, chuẩn bị test nha. Rồi đã đang test, đây là chạy số 1 chậm nha cả nhà. Số 1 chậm trước mình số lẻ sao đó, đây là số lẻ đó, mình test cục số cho nó hoàn chỉnh cho khách nha. Đó cái anh đứng đó là anh tài xế chuẩn bị chạy con máy này nha. Đó nó chạy là đúp 1 bằng ve nha, ve đúp 1 á. Rồi bắt đầu giao cho tài xế thử máy nha cả nhà. Đó, thử cho nó chạy cho nó ngon lành cành đào rồi mình giao cho khách nha. Mình test sớm giờ cũng vậy là cũng như hoàn thành rồi nha cả nhà. Cả nhà xem nhớ ủng hộ đăng ký kênh nha, nhớ cho mình một like, mình share, mình đăng ký nha cả nhà. Rồi chào cả nhà.